Ok, cái gói này là gói không giới hạn này, thì chúng ta được phép add on tên miền. Nếu như bạn mua cái gói bắt đầu á, gói start đúng không ạ, thì chỉ được làm một website thôi và không được add on tên miền nào cả. Rồi, ok, các bạn sẽ tiến hành làm như sau. Ở giao diện cPanel của Hot Amada, ở cái phần domain này đúng không ạ, các bạn click vào add on domain cho nhất. Rồi tiếp đến các bạn quay trở lại đúng không ạ, quay trở lại trang quản trị của Namecheap, các bạn copy cái domain này, copy cái domain này, sao chép và quay trở lại cPanel, dán vào đây đúng không ạ, dán vào rồi click ra ngoài này, click ra ngoài đó, thì nó sẽ tự động tạo ra một cái subdomain và cái file để lưu cái website của chúng ta. Rồi bước tiếp theo thì các bạn nhấn add on domain. Rồi chúng ta chờ một chút xíu. Ok, nó thông báo dấu tích này đúng không ạ? Có nghĩa là thành công rồi, đúng không ạ? Đã được create rồi. Đã được khởi tạo rồi, đúng không ạ?